where he gave the speech to the Japan's parliament. Rồi đọc lại hai câu này cho đúng đi. Hai câu đầu tiên á. Yeah. Japan and China are getting friendlier. Several announcements about increased cooperation were made throughout the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo. Cái chữ này cái âm nhấn nó cứ hơi bị lai lai qua âm thứ hai nè. Đọc chỉnh lại cho nó đúng nha, đọc ngay chậm chậm mà đọc từ từ ra cho nó đúng. Yes. Tokyo. Đúng rồi đó. Rồi, cảm ơn Hà. Mời bạn Kim Anh nha. Rồi Hà hạ cái tay xuống cho những cái bạn khác họ nổi lên để nhìn thấy mấy đó. Em đọc lại hai câu hôm nay phải không thầy? Đúng rồi, Kim Anh đọc hai câu này. Japan and China are getting friendlier. Friendlier. Japan and China friendlier. Are getting friendlier. Friendlier. Đúng rồi. Japan, friend, China, friend, friendlier. Friendlier. Japan and China are getting friendlier. Several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo. Tokyo. Đúng rồi. Tokyo. Gần đúng rồi. When he bow to Tokyo. When he gave a speech to the Japan's parliament. 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 Đúng rồi. Parliament. Rồi. Rồi đọc lại một lần nữa. Japan and China are getting friendlier. Friendlier. Japan and China are getting friendlier. Cái từ friend nó khó lên quá thầy ơi. Thêm dấu sắc vô, thêm dấu sắc vô. Friendlier. Ủa Kim Anh là người ở đâu vậy? Dạ em ở Huế. Đọc dấu sắc không được đúng không? Dấu sắc cái đọc thành dấu nặng. Vâng, được nhưng mà cái từ friend thành friendlier. Tại vì trong tiếng Việt của mình á, thường thường mình nói dấu sắc thành dấu nặng nên vô tiếng Anh mình thêm dấu sắc nó cũng không ra dấu sắc. Không sao, cứ luyện từ từ. Đó mà. Tiếng Việt là phải thêm dấu sắc nhưng mà nó là friendlier. Không sao, cứ luyện từ từ nó quen à. Yeah. Nghe nhiều. China are getting friendlier. Several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo. Tokyo. Rồi, tiếp tục đi. Where he gave a speech to the Japan's parliament. Parliament. Ok, Hà lên cái tin nhắn, xin lỗi Kim Anh, lên cái tin nhắn ghim trong lớp á. Có mấy cái bài từ số 1 đến số 6 á. Cứ nghe cái giọng đọc từ điển họ đọc nha, họ đọc mấy cái chữ này nè. Parliament, Corporation, đó, mấy cái chữ này nghe cho nó đúng nha. Rồi nè, Visit nè, Chinese nè, đó, Premier nè, đó, mấy cái chữ này nghe họ đọc lại cho đúng nha. Dạ, hôm nay em mới vừa nghe xong sáu bài vừa rồi mà vẫn chưa sửa được đó thầy. Nghe nhiều lần. Mình nghe đi nghe lại, số lần nghe nó phải tính bằng vài trăm lần á, chứ nghe mà vài chục lần thì chứ ăn thua vậy đó. Dạ. Rồi, cảm ơn Kim. Rồi. Hạ tay nha. Rồi mời bé Nhi, Thảo Nhi hả? Mở mic cái con học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy? Dạ, chào học lớp 5. Hình như bé Nhi này bữa trước cũng đọc bài rồi đúng không? Dạ. Rồi, con đọc đi. Japan and China are getting friendlier. Tiếp đi con. Several announcements about intensive
cooperation, where we'll make around the time of a visit by Chinese premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Spain's parliament. Rồi. Cái này con nghe lại bài từ bài 1 bài 6 nha. Người ta có đọc mấy cái chữ này nè. Hiểu không? Mấy chữ này nè. Nghe đọc lại cho kỹ, bữa thấy con đọc cũng tốt á, nhưng mà ráp vô bài thì nó chưa đúng lắm. Mình cứ luyện tới liên lui cho quen, khi mình ráp vô bài là đúng luôn. Nha. Rồi, và cố gắng luyện nghe nhiều lên. Nghe cho cảm thầy. Ừ. Rồi, cảm ơn bạn Nhi. Hương đọc đi hả? The pen and Chinese are getting friendlier. So the announcement about machine operation. When there's round the time of the services by Chinese premier went about to Tokyo. When the driver speaks to the pen parliament. Rồi mình hướng dẫn chung cho cả lớp nha. Cảm ơn Hương. Hương cố gắng nghe nhiều nhiều tí Hương nha. Rồi mình hướng dẫn chung cho cả lớp nè. Thấy mà mọi người thấy mấy cái chữ màu đỏ không? Thấy mấy chữ màu đỏ không? Mấy chữ màu đỏ là mấy cái chữ mà đại ý là mình muốn làm nổi bật lên để cho người ta không cần nghe những cái chữ màu đen này. Người ta chỉ cần nghe mấy chữ màu đỏ nè, là người ta cũng có thể hiểu được cái ý mà mình muốn diễn đạt. Đó, mục đích mình làm nổi với những cái chữ đó lên là như vậy. Vậy thì khi mình đọc á, không phải là tất cả các chữ mình đều đọc bằng nhau, mà là những cái chữ màu đỏ mình sẽ đọc cho nó nổi lên, những cái chữ màu đen mà có gạch nè mình sẽ đọc nó nhẹ xuống, nó lướt qua chút xíu, thì cái bài đọc của mình người ta sẽ dễ nghe hơn. Rồi bây giờ mình sẽ không có đọc bằng nhau hết nè. Japan and China are getting friendlier. Mình không có đọc như vậy đúng không? Những cái chữ nào mà còn làm nổi lên thì mình mới đọc thôi. Japan and China are getting friendlier. Nếu mà cái người nào đó họ muốn đọc cái chữ này getting nổi lên thì họ sẽ đọc như vậy. Còn cái người nào đó mà muốn đọc cái chữ friendlier mà nó nổi lên thì họ sẽ đọc cái ngữ điệu nó vô cái chữ này. Giờ mình sẽ đổi lại nha. Cho nên là một bài nó có rất là nhiều cách đọc nha mọi người. Đọc như thế nào cũng được đó, tùy theo cái ý mà mình muốn diễn đạt. Rồi bây giờ mình đọc một chữ này. Japan and China are getting friendlier. Đó, cái chữ này đọc nhẹ xuống chút xíu nè, nhẹ xuống chút xíu nè. Japan and China are getting friendlier. Đó, mọi người hình dung ra cách đọc không? Cái chữ này nè, ba cái chữ này thì phải đọc cho nó nổi lên, đọc bự lên, in đậm lên nè. Còn ba cái chữ này thì phải đọc cho nó nhẹ xuống bớt tí, cho nó xám đi, mọi người thấy không? Có nghĩa là người ta nghe mình đọc á, người ta chỉ nghe cái ba chữ này à, Japan, China, friendlier, là người ta đã hiểu rồi, người ta đã biết là hai cái nước này nó mối quan hệ nó trở nên thân thiện hơn rồi. Japan and China are getting friendlier. Đó, người ta chỉ nghe như vậy thôi, chứ người ta không có nghe là Japan and China are getting friendlier. Người ta không có nghe như vậy, người ta chỉ nghe là Japan, China, friendlier. Đó, người ta chỉ nghe như vậy thôi ha. Nên khi mình đọc cũng như vậy luôn. Ba cái chữ này mình giảm nhẹ nó xuống. Japan and China are getting friendlier. Chữ N à, chữ N hầu như không có nghe thấy luôn. Chữ N nó là chỉ một cái chữ N nhỏ xíu trong miệng của mình thôi. Có khi người ta không nghe thấy, nhưng mà người ta vẫn biết. Japan and China are getting friendlier. Mọi người hình dung cách đọc chưa? Japan and China are getting friendlier. Several announcements about increased cooperation. Hoặc là cái này lướt qua thì mình sẽ đọc là several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Mọi người có để ý không? Bây giờ mình nghe mình chú tâm nè. Những cái chữ này nè, mình sẽ thấy là nó bị lướt qua đúng không? Còn cái giọng đọc của mình lúc đó nó sẽ hơi nhỏ lại chút xíu. Thấy không? Bây giờ mấy cái chữ này mình bôi cho thành màu xám cho nó mờ đi nha. Mọi người hình dung cách đọc chưa? Ai mà hình dung rồi thì comment vô chat đó, mình coi có bao nhiêu người đang theo dõi này không?
comment comment số 1 vô chat đây nha. Hiểu cách đọc chưa? Mấy cái mọi người hình dung cách đọc không? Mấy cái chữ này nè. Cho nó xám đi, gạch nó đi. Có nghĩa là đồng nghĩa là khi mình đọc á mình sẽ đọc nó nhẹ xuống bớt. Mình không có đọc bằng nhau, mọi người thấy không? Có nghĩa là nhìn vô cái bài đọc này nè. Khi người ta nghe nó cũng vậy á, người ta chỉ nghe được mấy cái chữ này thôi à. Nhớ cái hình ảnh mà con bướm đậu trên khóm hoa không? Mình muốn nhìn thấy con bướm thôi, cái đối tượng chính của mình là con bướm. Còn cái khóm hoa nó chỉ làm nền cho con bướm thôi. Đây nè, đây là cái khóm hoa nè. Những cái chữ màu đỏ là cái, đây nè. Còn những cái chữ màu đỏ là cái đối tượng chính nè. Ví dụ cái chữ này là đối tượng chính nè, cho nó lên. Rồi, cảm ơn mọi người, cũng có... Rồi, mọi người hình dung ra cách đọc rồi ha. Bây giờ mình đọc lại nha. Mình sẽ đọc chậm và mình sẽ đọc cho nó cường điệu lên chút xíu để mọi người hình dung cái ngữ điệu đọc. Và khi mọi người nghe mình đọc á, để ý nè, những cái chữ này nè, mình sẽ đọc nó nhỏ lại chút xíu, cái âm lượng á, cái giọng nói á, nó sẽ hơi nhỏ lại chút xíu mà mình sẽ đọc nó hơi lướt qua. Và thậm chí là ví dụ ở đây nó có bốn chữ nè, were made around the, là mấy chữ, bốn chữ đúng không? Bốn chữ này nhưng mà cái độ dài của nó chỉ bằng một chữ thôi. Có nghĩa là mình sẽ không đọc là about increased cooperation were made around the time. Mình sẽ không có đọc như vậy. Bốn cái chữ này mình sẽ đọc nó vô một nhịp. Thì mình sẽ đọc là several announcements about increased cooperation were made around the time. Now, bốn cái chữ này giống như nó dính liền lại với nhau. Were made around the time of a visit of a. Hai chữ này nó vô một nhịp. Of a. Và nó sẽ rất là nhẹ và mình sẽ không có nghe ra cái chữ đó luôn. Mình chỉ biết là time visit premier when she bow Tokyo. Cái chữ over này là nếu mình không nghe kỹ mình sẽ không có nghe thấy luôn. Đó, cái cách đọc nó là như vậy. Several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit. Thấy chưa? Of a visit over. Nó là chữ ơ với chữ vờ. Nam cuối làm vờ nè. Âm F nhưng mà nó là phiên âm là chữ vờ. Of a visit by Chinese premier when she bowed to Tokyo. Cái chữ này mình tùy mình chọn nha. Mình có thể chọn là premier hoặc là mình có thể chọn là Chinese. Tùy mình muốn làm nổi bật cái chữ nào là tùy mình. Ví dụ trong cái bài này thì mình đọc là premier thì mình sẽ đọc như vậy. Where he gave a speech. Bốn chữ đúng không? Bốn chữ này nó vô một nhịp. Where he gave a speech. Mọi người thấy không? Where he gave a speech. Vừa đọc nhanh vừa đọc cho nó nhỏ lại chút xíu thì tự nhiên cái bài đọc mình nó cái giọng nó nghe nó tự nhiên à. Where he gave a speech to Japan's parliament. To Japan's, ví dụ đây, tại mình muốn nhấn mạnh cái chữ parliament thì mình to Japan's parliament. Cái chữ này to Japan's mình sẽ đọc nhẹ xuống. To nhưng mà nó lại rơi vô cái nhịp phách nhẹ của trong cái câu nói thì nó sẽ là chữ to. Gave a speech to Japan's parliament. Mọi người hình dung cái đầu không? Where he gave a speech to Japan's parliament. To Japan's, đọc nhanh lên, đọc nhẹ xuống chút xíu. Where he gave a speech to Japan's parliament. Đó, mọi người có để ý cái cách đọc không? Những chữ mà nó màu xám mà nó bị gạch ngang á là những chữ mình sẽ đọc lướt qua, và những chữ nào mà muốn làm nổi bật lên á thì mình đọc nó vừa to nè, vừa bỏ cái intonation, vừa bỏ cái ngữ điệu nó vô và mình đọc cho nó rõ lên, tức là to và đọc đúng vô cái ngữ điệu là nó sẽ ra cái bài đọc. Rồi mình đọc lại cái khúc này nè. Khúc này ha, cái câu thứ hai nè. Several announcements. Bây giờ several, nếu mình không nhấn mạnh chữ này thì mình đọc qua cái chữ này. Mình sẽ chọn một trong hai. Cái người nào đó họ muốn đọc chữ several thì họ sẽ đọc khác. Còn đây mình chọn chữ announcements thì mình sẽ đọc khác. Nếu mà mình chọn chữ several nè thì mình sẽ đọc nè. Several announcements about increased cooperation. Đó, tức là mình muốn nhấn mạnh là chỉ một vài cái thông báo về cái sự tăng cường hợp tác thôi, chứ không phải là nhiều thông báo, mà nó chỉ là several. Nó 3-4 cái thông báo gì đó thôi, chứ nó không phải là so many, nó không phải là quá nhiều thông báo. Thì mình sẽ đọc là several announcements about increased cooperation. Hiểu không? Mọi người hình dung không? Còn nếu mình nói là several announcements, một vài cái thông báo
về sự tăng cường hợp tác thì một vài cái thông báo nó chỉ là cái announcement thôi, chứ nó không phải là cái ký kết hay là cái hiệp định hay là một cái cam kết gì nó quá to tát, nó chỉ là cái announcement thôi, nó chỉ là một cái thông báo không chính thức thôi. Thì mình sẽ đọc là several announcements about increased cooperation were made during the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Ôi, cái này nó cũng bị hết giờ nè. Thì ghê. Cái người bán tài khoản cho mình họ kêu là chuyển qua cái này thì ok. Dùng nó không bị hết giờ. Mọi người vô lại nha, chịu khó vô lại. Người ta kêu là cái bị lỗi khắc phục bên kia, chuyển qua bên này cũng bị luôn. Chịu khó vô lại nha mọi người, để mình vô bằng cái tin nhắn hồi nãy mình nhắn đó nha. Thủy Tròn với lại Ít Tiệp á, nghe không được thì bấm kết nối âm thanh nha. Trong lớp mình mọi người có nghe nói hết á, hình như nhiều người nghe nói lắm á. Còn nếu mà Ít Tiệp với Thủy Tròn á, cứ vô lại mà vẫn không nghe được thì á nha, thì bấm cái phần kết nối âm thanh vô nha, để mình thoát cái Zoom này nha, thoát Zoom này vô lại nha mọi người, nó bị hạn chế thời gian.